Hello, hello anh em nha. Giờ mình sẽ chỉ mọi người tải cách hát nha. Thì mọi người vô cái video này nè, mọi người bấm chữ hiển thêm nè. Mình mới bỏ cái link tải hát Battle Game vô. Mọi người bấm vô đây. Ở đây có chữ tải xuống nè mọi người. Đây, mọi người bấm chữ tải xuống nha. Đó, thì nó sẽ tải xuống đây. Đó, rồi mọi người vô giải nén nha. Đây, mọi người mở lên nè. Mở nè. Đó. Rồi mọi người bấm vô cái này. Đó, mọi người muốn giải nén đi đâu thì mọi người chọn tùy theo mọi người nha. Đó, rồi mình bấm, mình giải nén vô cái mục mình đoan luôn. Mình bấm OK nè. Rồi đó. Nó sẽ dăng vô cái mục đoan của mình. Mục đoan nào, này đúng không? Đây, mình sẽ vô mục đoan của mình nha. À, chữ đoan là đó. Cái này mình mới tải nè, là cái này mình mới vừa giải nén ra nha anh em. Đó, anh em giải nén ra nó sẽ có hai cái này. Bây giờ anh em sẽ vô Battle Game. Bây giờ mình vô Battle Game. Là Battle Game 2 của mình. Giờ mình giải nén Battle Game nha. Bấm thêm chữ 1111 đi. Đó. Đó, mình đang giải nén ra. À, là battle game mình đang giải nén rồi nè. Con này battle game 2 của mình đang có sẵn. Còn này là mình mới giải nén battle game 111 nè. Đó, nó đang ra nha anh em. À, bấm này luôn cho nó hiện lên cho anh em xem luôn. Đó, vậy là xong rồi đó. Rồi, để mình tắt hết mình vô lại. Nếu một giờ giờ anh em vô là đây là anh em vô là chưa có hát nha. Anh em sẽ bỏ cái hát của cái này vào nè, vô hai cái này. Rồi anh em bấm chuột kéo cũng được đó, anh em bấm chuột phải, anh em bấm chữ copy, anh em bấm vào cái button game á đó. Đó, anh em cho nó vô đây luôn đó, anh em bấm chuột phải, anh em bấm này nè, rồi anh em bấm này luôn đó, là nó sẽ chèn vô hai cái này. Rồi bây giờ đó, giờ anh em là chỉ là vô game là hát thôi nha anh em. Giờ anh em vô button game hoặc anh vô cái nào trước cũng được, mở cái này lên trước cũng được nè. Đó, nó sẽ hiện một cái bảng này lên. Rồi anh em sẽ vô Master Game. Anh em chọn đội. Một căn 7 luôn nha anh em. Hát. Anh em muốn đội nào? Samurai hay là đội nào anh em? Đội Dragon cũng được nè. Đó là Samurai đi. Dạ anh dạy anh em vô game nè. Đây là anh em chưa có tiền lúa gì đúng không? Đó. Anh em ở trong game anh em bấm cũng được, mà anh em ra ngoài anh em bấm cũng được. Thì cái này nè, có cái bảng lên mà anh em trong game anh em bấm cũng được. Mà ở ngoài bấm cũng được. Mà ở trong game á, mình bấm chữ F1, mình nhiều khi nó thành hai cái F1 F1 á, nó sẽ thành ốp lại. Thấy không? Nếu mà trong game mình bấm F1 á là nó sẽ on, nhưng mà mình bấm nhiều khi nó nhảy vậy đó. Đó. Nên mình ra ngoài mình bấm F1 nè. Đó, nó mới nhảy không? F2. Này mình bấm F nha. Bấm nút F3 nè. Và bấm nút F4, F5. F6, F7, F7 không có. F8, F8 là nhà nó về một hit đó anh em. Mình nhưng bấm F8 là hỏi F8 cũng được. Giờ mình bấm F9 nè. Đó. Còn cái này á, là mình bấm cái nút kế bên chữ delete đó anh em. Mà nút chữ bắt lên đòn với bắt lên up á nè, bắt lên up nè, là cái nút này nó nằm kế bên số 7 bên phải bàn phím á. Còn bắt lên đòn là nó nằm cũng kế bên số 7 bàn phím luôn. Còn cái F10 nè, F10 này mình không có anh em ơi. F10 này là maximum dam gì đó mà mình chưa thử. Rồi giờ mình sẽ vô game đó, full điện điện nước luôn. Đó, lính nó sẽ ra nha anh em. Đó. Giờ mình sẽ tạo lỗi. Anh em bấm chữ delete nè. Đó, là nhà nó sẽ xây nhanh nha. Nó sẽ đầy máu. Đó, xây. Anh em bấm chữ delete. Delete. Bấm vô cái nhà bấm chữ delete nha anh em. Đó, để chuột vô thôi cũng được. Khỏi cần bấm.
Đó, anh em chỉ cần để chuột vô gì thôi nha, anh em bỏ cần bấm chuột trái vô này luôn. Để chuột vô anh em bấm chữ delete là cái nhà đầy máu. Chỉ cần nông dân lại đóng nhẹ cái thôi là nó có nhà. Rồi anh em sẽ ghim. Đó, mua tướng. Này, mình sẽ xài tướng kiểu là không mất mana luôn, không mất máu, không mất mana luôn. Đó, bây giờ mình bấm chữ bass gear up là kế bên số 7 bên bên đó anh em. Đó là đầy mana. Đó, khỏi hết ngựa luôn. Còn anh em nào mà muốn game nó tăng tốc cái độ của game lên á thì anh em tải thêm cái phần mềm check in này nữa. Đó, phần mềm check in, anh em bấm vô phần mềm check in thì nó sẽ hiện lên cái chữ Better Game. Anh em bấm vô đây, anh em muốn nó nhanh từ 2, 3, 4 cũng được. Số 2 nè, hoặc là số 3, số 4, số 2 là nhanh rồi nha anh em. Anh em bút số 4 cũng được, số 20 cũng được. Đó, nó ra. Đó, là lính nha. Đó, anh em thấy cái nhà nó không cần tạo lính luôn. Anh em năng chiêu, anh bấm chiêu, anh em bấm chữ delete nè. Bấm vô bấm chữ delete là nó sẽ hoàn thành cho nhanh, còn anh em không bấm là nó chạy từ từ. Bấm chữ delete nha. Đó, delete te nè, delete te, delete te, bấm như cái bấm chữ delete te rồi tướng chết. Đó, bấm chữ delete là nó ra nhanh. Rồi chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Đó, mình mà đéo bấm vô đây luôn là lính mình không mất máu nha anh em, lính mình kiểu như bất tử luôn á. Mấy con lính này mình không nhấp vô là nó chết, là nó không có mất máu. Mình mà bấm vô lính của người ta, của mấy thằng đó là lính của mấy thằng đó không mất máu luôn nha anh em. Đó. Đây. Đó. Để mình tắt cái phần mềm sẽ biết đây nè anh em. Cái chữ đấy nè, anh thấy không? Là BG up nè, là cái chữ này là nó nằm nằm bên kế bên số 7 ở bên bên trái bàn phím á, ở bên phải bàn phím á nha anh em. Đó, nó nằm cũng trong 6 nút có chữ delete rồi chữ end rồi chữ ban này gain ban up ban down rồi chữ home nữa đó. Cái này là anh em nè, thì mình bấm chữ up nè, đó chữ up nó không được. Nếu mà mình bấm chữ on á là cái con chuột mình á, mình kéo đi mấy thằng lính á, mình kéo vô mấy thằng lính á, là mấy thằng lính nó bất tử nè, nó không mất máu luôn. Mình kéo vô lính mình thì lính mình bất tử, mà mình kéo vô lính người ta thì lính người ta bất tử. Đó, thì mình up đó, vậy là được bất tử mana với máu luôn nha. À, còn cái chữ F10 này mình chưa thử. Để mình thử F10 luôn nha. F10 là không hiệu quả nha mà. Đó, giờ mình anh em có gì anh em thắc mắc thì anh em cứ comment thoải mái nha, cái gì mình biết mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Đó, cái này là lúa dưới nước nè, còn cái số 3 là phun ngọc nè, F1 là lúa, F2 là nước thì phải, F2 là lính dưới nước không biết. Còn mà anh em say mà cảm thấy lính anh em không ra, anh em bấm F9 nha, nhiều khi nó bị đứng lính nó không ra, anh em bấm F9 nè, mình tắt F9 là đó. Rồi xong. Chúc anh em hát khầm thành công nha. Rồi, ba anh em nha. Đó, anh em có thể tải trong cái video này nè, đó là anh em thấy cái này tải nha. Rồi mình ngừng video tới đây nha, ba anh em.